lấy đi thì bây giờ mỗi người thì đang một bao nhiêu máy ấy? Đưa mấy máy? Năm hai máy, 5 máy máy? ba 5 ba con của ba mới về bốn còn đến con 5 đến xem sau là xuống xem mỗi người thì ít 4 5 con. Tôi phải lấy trong lúc mà ngâm đấy. Giờ xuống lấy tiền đi. Thì bây giờ xem chưa bao nhiêu mỗi người tầm 4-5 con nào không? Hai con. Anh không cần đâu, chưa chưa cần đâu. Không, tụi anh đang dùng 3 con đúng không? 4 con à? Tôi lấy mỗi người tầm 4 con nào. Sống trong đời sống con có một tấm lòng. Làm như nào thì cứ làm như đấy thôi đấy. Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay lại tiếp tục đến với live của mình. Bao nhiêu máy bảo anh nghe làm. Thì em ra mày cần bao nhiêu máy? Em thêm 4 máy thôi. Là 4 máy à? Hả? Thế Tuấn Anh đang dùng 3 này mà đúng không? Thì phải lấy thêm 3 máy nữa. Phải lấy thêm 3 máy. Chào các bạn nhé.
Chuyện của mình nhé. Hẹn gặp lại vào những khung giờ live stream tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại.
xin các bạn vẫn là xin một nhá. Chúc bạn một sáng vui vẻ, buổi trưa vui vẻ. Lại cái việc như tự tin tự tin nhá các bạn nhá. Tối quá. Và các bạn ơi, các bạn trẻ ơi.
lớp nó bay kiểu bay phát trẻ được đúng phát tệ quá tệ rồi quá tệ. Cắm mấy cái máy kia là thì cắm vào ngâm đấy luôn đi, không sợ có người đến kiểm tra rồi đấy, đâm chửi nhau với cái mông này chứ không làm được một phát không thể ai ngâm đấy. Bỏ nó lúc mấy con vào vào hôn luôn bật lên lúc đó. Nam bảo anh Tùng lấy thêm bánh chưa? Cứ lâu rồi mới nhớ lắm. Bạn cứ chỉnh dưới kia. Thank you.
Kiểu qua ngày mới nó nhận view. Ờ anh em cũng có một game được đấy, cái gì thế chạy rất là ok. Đó đây, nó lắm.
là hậu quả của cái việc mà bản thân là lúc giáo dục mình phát là mình tịch quên này. Tại vì mình là
lũ rồi. Có nhiều máy ngâm bấy nhiêu máy luôn. Bảo có nhiều máy ngâm bấy nhiêu máy. Càng nhiều càng tốt.
Anh thì 4 mấy không? Nó thiếu. Mùi mà tôm đấy, mùi đấy là áp thẻ mùi mà tôm luôn, giờ nó quên luôn. Dùng S9 á? S9 bắn hay hết rồi. Hả? S9 bắn hết rồi. Thế sao dùng nhiều S9 lên thì? Được. Hả? Được. Đứng lên đi lên 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 lên.
gì này nữa. Năm nay một ngày có máy nhất là bây giờ đang có máy đứt thứ mấy? Thứ ba. Năm thứ mấy? Thứ ba. Của anh cũng đang thứ ba. Ba. Ba ba ba. Chín. Mấy chuồng gà rồi. Anh đuổi tặng, anh đổi ôi, đổi ôi. Đổi cái này không? Cái này cũ.
Năm tay. Được. Tí cho nó tắt anh, tắt vào đi nhé. Hôm qua thì mặt mày đánh đến nghi nghi rồi. Hôm qua anh nằm bên kia chiêu hơn như là. Vâng. Lần nào mà bây giờ mẹ ngủ đến 12 giờ rồi nhỉ? 12 rưỡi đi. 12 giờ hơn. Thì là ngủ 7 tiếng buổi đêm nó sẽ lên sắc như mệt nữa. Đi thôi. Hả? Người ta không trả nợ, người ta chỉ ngủ 5 tiếng, mình trả nợ nó, mình ngủ tầm 4 tiếng, 2 tiếng thôi. Thì là khó khăn. Thì mình phải thế thì mình có sức khỏe mình tiếp tục cái hành trình sản xuất. Mình cứ nghĩ nghĩ thời gian đi ngủ hơn thời gian làm thế. Bây giờ mới hết nợ. Đúng không ạ? Thank you.
Đấy. Để một lúc lại khai điện đúng không? Cứ phải theo công thức thời xưa bạn game ấy. 5:15. Là tăng lên, tăng lên 5:15 à? Bay 5 phút, ngâm 5 phút trước rồi. Không được thì tăng lên 10 phút. Con mà mình cần mấy câu có mình đáp được bay được ấy nó bay đồng dễ hơn mà nó cũng bay được nên nó bay được hai lần hai điều. Mười mấy hai màn đẹp. Mười mấy hả? Đúng không? Mười mấy hai màn đẹp. Khó khăn tay lắm, từ dần lên thôi. Thì mười mấy mình áp thẻ được 10 áp thì để đấy thôi mà. Nhưng mà dần dần em cũng phải đổi những con đi chứ làm sao em tay mãi một con. Thì đổi một tên đi được thì lại đợi thôi. Cứ đổi 5 lần. Đổi từng con một á. Đổi 5 lần một. Trên 5 lần máy một liền là em xong con này em phải đăng nhập bán lớp để đấy để quay luôn thì nó mới tiết kiệm thời gian chứ em cứ em ăn thẻ nhiều máy trưởng lắm rồi xong rồi em vào năm tư vào năm tư để đấy ngâm liền là từng con một tạo thì nó sẽ nhanh hơn mình bay hết tân một rồi thì mình ăn con thứ 10 xong mình lại ăn con thứ một mình thay vào con thứ một đấy ăn từ năm tư rồi thì nó ok. Mình nhận cháy nhỉ? Hẹp đấy. Bà dưới kia than này giỏi lắm. Bảo cái gì cũng than.
Hỏi chữ chả, đúng không? Đúng. Lương hay lậu hay lậu này, lậu tháng cũng phải tầm củ rưỡi đến ba củ, đúng không? Ơ, đâu ấy? Xả luôn. Nhìn nó chạm. Theo đồ đó mình nha. Đồng ý. Nơ, nó nhiều. Đúng rồi. Đúng. Thay đổi màu sắc sắp lên con đà điểu rồi nhiều lắm, em tắt quảng cáo đi, em reset ăn đang mở hết đi, còn đây con trước đang mở kia đây đấy đâu mấy con này áp hết gần hết rồi đấy, con đỏ đỏ em, mấy con đỏ đỏ đấy, mấy con đỏ đỏ chứ đâu thì em không áp hết chứ. Em lấy về đây. Cái gì? EGGTCON. Ừ, EGGTCON. Trứng gà. EGGTCON ấy, trứng ấy. Trứng gà. Rồi cứ chạy trong 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 trong. Không quảng cáo thế nào luôn. Trứng chạy xuống ầm ầm lên đi. Cái game ngân hàng nó còn có cả cướp vào hơn. Được. Ngân hàng ngân. Mấy cái game cái này cửa mà anh biệt tạo chân này cái kiểu đấy. Đây trực thăng xuống đây có cảnh sát. Đây này máy in tiền đây này. Ô, lấy tiền đi rồi. Anh cần chơi game này. Máy in tiền đồng âm. Ô đừng banh. Bảo tàng này, quản lý dựa phim này. Mày lắp thì có thể lại cái nhau. Chết mẹ, sao lại phải đi giờ này nhỉ? Ô kìa. Lấy đâu rồi. Sao ấy? Cái này gửi cốt à? Nó lại error rồi. Chụp nó. Thế phải đổi con khác à? Ừ.
Xem rồi, con này bay 2 ngày, bay cả hơn 1 ngày mới lên được bay 10 room từ mấy phát. Bây giờ đã đứt chỗ này nữa thì chết ông ơi. Sau là khi nào để lại có con bị màu xanh này nhá, đây xanh biển này đẹp cũng bị kìa. Mẹ, cái game quên limit ra. Sao? Quên là limit, cái tưởng là like rồi. Đánh ra biệt động chưa like. Ok. Sau một ngày thêm mô tả phần cuối được không nhỉ? Ừ. Sau một ngày thêm mô tả một lượt được không nhỉ? Sau một ngày thêm một lượt được. Like thêm mô tả luôn đấy. Em ấn vào cái ô như like nó khác có mô tả luôn mà. Lúc em không ấn em sửa cái này chưa? Chưa. Hả? Sửa rồi. Sửa rồi thì em ấn vào bên kia là nó khác có mà. Mình vào đây chưa? Ôi. Vào đây này. Này em bên lại đi. Một phát là like là có hết. Like rồi này, anh này, anh có cần gì đâu. Nó rất có luôn này. Nó có luôn. Ừ. Em ấn vào cái dòng thứ 3 kia là nó cần được hết tất cả. Trở lại luôn. Dòng thứ 3.
Cái này đang để mới up lên kiểu gì.
Cái gì này? Ăn luôn à? Con sản phẩm không? Một thạch chờ hồi thôi. Đi mà hồi thì ăn được. Em không nghĩ thế. Lấy được mà, lấy được hay mấy đâu mà. À, 32 đô rồi. Được không mà lấy đồ thì đi. Anh bán 10 luôn à? Ừ. Không bán 10 nữa. Thật ra luôn. Bao lâu? Bao lâu không một lúc là nó anh được mà. Bao lâu chỉ cần 50 phút. Thôi là mình chuyển trạng thái ra anh được. Nữ sĩ online. Online tên hồn. Anh biết cô đấy không? Hả? Đi đánh bạc online à? Nữ sĩ online. Là đừng có nói nhiều. Đánh bạc online. Hả? Đánh bạc online. Đừng có nói nhiều. Hồn, hồn là gì nhỉ? Hồn là nhiều ấy. Anh tưởng là cả anh vây mà làm lái. Hồn, hồn là nhiều. Hồn à? Hồn nó sao cao. Hồn, hồn tiếng anh, à, tiếng tay mới. Hả? Hồn tiếng tay cho anh nhiều là gì? Là nhiều. Nhiều tiếng tay ấy. Hồn có hồn là ấy rồi. Chịu. Chịu nhiều kiểu nghiệp kì. Nhiều. Ke, ke online. Ke online. Là nghịch gì nhiều? Ke ăn online lo, lo. Ke ăn online. Online tình hồn. Online tình hồn là cái gì? Là nói nhiều thành nhiều ấy. Online tình hồn. Ở trong một cô đấy. Miss online, online tình hồn. Đừng có nói nhiều, nói nhiều thành nhiều. Bắt cả bắt tát. Quá. Chưa được rồi. Sao lại kể gọi được mấy con này không, không làm việc à? Nó mở shop. Thì nó ơi, ơi mẹ này, ơi mẹ này. Cái dạ, vâng. Tao gọi cái gì đấy mà? Dạ, thì tao nghe rồi, nghe được, xin lỗi. Gọi cái láo gì giờ này? Bố anh hỏi xem ăn cơm chưa? Ăn gì? Không biết điều gì? Không biết cái ai biết được nó. Người shop béo này chủ shop đi đi ngủ. Mưa trên đấy mưa. Mưa phùn. Mưa to mà. Mưa to thì đóng cửa quán đi ngủ đi còn gì nữa. Đây rồi. Đây rồi. Bích này, Bích. Còn sang còn nói xấu mày. Bích này. Bích. Không phải chủ nhật mà shop đóng cửa à? Thì mẹ phải chủ nhật người ta mới ra đường đi mua đồ chứ. Bích này. Mở shop ra vì đam mê à? Quá liền sẽ con dâu mẹ mình ngủ mới rơi mới dậy. Dạ. Thế đó mẹ nóng cửa quá đi. Đi chơi đi, đánh bài. Thôi tao gọi hỏi xem chúng mày đang làm gì đây tao. À thật, đi ăn cơm đây. 2, 3. Sướng nhỉ. Mẹ mấy chồng nó ra ở ngoài nhà. Chồng nó giàu, nó mua mẹ nhà luôn. Thì
căn bàn mình sót ra thì chẳng đợi khách về thôi chứ còn biết làm sao nữa. Nhà mặt đường là dưới Phố Yên mà. Bảo cái đéo ơi. Bảo cái gì? Đang xin, đang xin thì đang viết giấy, đang viết đơn. Thôi đi ăn cơm nha. Nha. Sướng nhỉ, mà shop ra này đợi khách đến. Như ở trên quê mình mở shop ra bán cho ma. Nhà nó mở shop, một đứa là shop quần áo nữ ở dưới Vĩnh Phúc, một đứa là shop đồ trẻ con dưới Phổ Yên, quần áo trẻ con. Ôi giời ơi. Mày ra ở riêng. Mày ra ở riêng có nhà, đây là nhà to cửa tấp. Đồ đạc các thứ, đồ quay, bếp núc các thứ, mẹ nhìn hiện đại rất nhìn luôn. Đầy quyết. Sướng nhỉ. Mình cũng là một người chồng như thế đi. Bốc kết. Thế mình còn đang đợi công chúa. Để vỡ được, em làm xong một sư rồng hút quất tay nhỉ. Số quất một sư rồng. Thật. Bây giờ là lớp 6 rồi cũng ngồi được. Ngồi không được. Có cây, có nước, có hồ, có... Thiên thời địa lợi hết. Ngà trong một sư rồng là đéo chuyện nghèo rồi. Xay xịt đu đi. Nó không ấn được anh nè. Đấy thay, mày được chưa chơi ít được gì hướng dẫn nó. Ủa, cái này chất lượng. Hai cặp 8.
Thank you.
Hello, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Dạ. Vâng, các bạn đã theo dõi livestream của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video livestream tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều. Chiều nay nhé các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ livestream tiếp. Một lúc rồi vẫn chưa thấy mình đâu.